cái gì đặc biệt para sensor này cái độ h bấm vuông đọc muối và chỉ tôi tới sensor này cứ viên pin vàng chân cứ viên pin sầm nắng ta đặc biệt ta ở với ai cũng nói ban tại muối thì không pin nó bị dương para sẽ ta đặc biệt cái dương ở sầm nắng bị dương para sầm nắng cái ở sẽ ta đặc biệt chẳng là một đợt bóng cứ dương para từ lơ ca cũng nói anh ấy cứ ca cũng nói chạy sai và dương cứ mặc phơi cùng bài ăn xa xế bị dương cách mà nó cứ sầm nắng cứ dương cũng nói cho bài sầm chẳng chạy sai nhưng mình đã sai xong mùi chẳng dừng cả giờ lâu lâu nên khi mình lại biết tiếp được bài tập của việt đà chẳng lúc đợt pv lâu cứ mà xong dùng 200 dưới việt đà học đứng và chẳng ở pv dừng cả hai mình đã lướt bài sắp được ba việt đà và chẳng pv dừng vô hai tứ lướt bài sắp mình đã bài môi bài tiếp bằng việt đà và dừng cả giờ lâu cả ông bài sắp của việt đà vậy hai mặt hàng này cứ chúng ta là tiếp chỉ tới ca pra pra phép được nhiều pin nè bởi dương pra sẽ nạp phép với ở tầm nào bởi dương pra sẽ nạp ở tầm nào tiền hai đặc biệt sạch bảo viết còn để dương trích ở vài này tới và cái miền trích lang trong này và bọc bóng cái lang trong là khá nó cái cạnh chúng ta nạp phép nông tầm nào nhưng ta cần mắt à khang lớn ấy cứ vì miền lọc bảo viết lại cứ cái trích lọc vì cái cạnh chứ là trích được bạn bây giờ ba quên mất cái chụp này nick phơi ship thì đặt đâu anh em mà bây giờ khâu khâu